hoa anh đào và hoa hồng có phải là họ hàng với nhau? Người Nhật hay thường nói đến mưa hoa anh đào là vì khi xuân sang, hoa anh đào nở, những cánh hoa bay lả tả trong không khí giống như cơn mưa. Còn hoa hồng thì có những cánh hoa dày và đẹp, mùi hương rất thơm. Hoa anh đào và hoa hồng mới nhìn thì khác nhau, nhưng trong hệ thống phân loại thực vật thì chúng được xếp vào cùng họ hoa hồng, ở hai phân họ khác nhau. Nhìn thoáng qua hình dáng bông hoa hồng hiện đại thì có cảm giác là bông hoa hồng nhiều cánh hơn. Nhưng hoa hồng có nhiều giống, hoa hồng dại vốn chỉ có 5 cánh mà thôi. Các loài hoa trong họ hoa hồng thường có 5 cánh và nhiều nhị đực. Các nhị đực sẽ phân bố đều phía trong các cánh hoa. Cùng phân họ với hoa này còn có hoa mơ, hoa mâm xôi, hoa dâu tây. Hiện nay, trên khắp thế giới, các nhà thực vật học đã phát hiện hơn 250.000 loài thực vật có hoa. Và số lượng này vẫn đang tăng dần qua các năm. Những loại cây hoa cùng một phân họ có chung đặc điểm di truyền về hoa, lá và rễ. Ví dụ, hoa anh đào trước đây vốn chỉ có khoảng 1.000 giống hoa anh đào dại. Nhưng sau đó, do biến đổi tự nhiên hoặc do con người lai giống đã xuất hiện thêm 200 loài mới. Sự tăng trưởng về giống hoa này cũng tương tự như ở nhiều loại hoa khác. Có thể sau này, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy một loài hoa lạ nào nữa đấy. Đúng không các em?